Em đây là sản phẩm của mạch của em ở Ấn Độ. Sản phẩm của em có 5 module đấy, module LCD, module nút bấm, module led là 7 thanh và led đơn, và ngoài ra có ADC. Cái máy nào cũng dùng để nó gọn gọn vào một tí, nhưng mà cái máy của mình thì để ra cho các bạn xem là chính, nhưng mà thì đầu tiên em cho chạy 3 mô đun ạ, nút bấm LCD và ADC ạ. Thì khi bấm nút nào thì em cho hiển thị nút đấy ra LCD ạ. Nút 1. Đâu 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 cho xem vậy. Đây. Nút 1 ạ. Bấm nút 2 Nút nha. 2 ạ. Rồi. Nút 3 và nút 4 ạ. Thế AD đâu? AD quay quay AD gì nữa. AD đây ạ. AD thì khi bạn bắn cho nó tăng lên ạ. Giảm xuống. Nó giảm xuống. Anh đi vào những video sau vẫn một số bốn này. AD 10 bit ạ. Vâng. Bình tĩnh thôi, là từ từ người ta mới hiểu. Dạ vâng. Cầm này nó khó quá. ADC thí nghiệm người ta làm cái con chiết áp tay Vâng, cầm chiết thì áp tay tăng cầm. lên một Vâng. cái được ngay. Dạ vâng. Nhưng cái đấy to. Tăng lên và giảm nó xuống ạ. Rồi được rồi. Bên này ta tăng giảm độ sáng của màn hình ạ. Tăng giảm. Cho sáng hơn ạ. Cho tối hơn. Khi nào cần điều chỉnh có biết không? Khi nó không nhìn rõ. Bây giờ nhìn rõ rồi, cắm trong nguồn khác nó lại không nhìn rõ thì sao? Thì em điều chỉnh này. Này tăng điện áp lên để nó sáng tăng giảm điện áp ạ. Vâng, tăng điện áp lên sáng. Vâng, bây giờ em xong làm rồi. Bây giờ em chạy một đun led đơn. Sao cái gì mà sáng như ngôi sao trên trời? À, bên trên là đèn nguồn, báo kìa. Đèn báo nguồn. Báo gì? Nguồn. Đèn báo nguồn. Nguồn là sáng nhé. Dạ vâng, em ừ, trời. Cái đèn báo nguồn đấy các bạn đừng cho nó sáng, chỉ đủ nhìn thôi, đấy là thứ nhất. Và thứ hai là phải cho nó dọi vào một cái gì đó, chứ đừng cho nó dọi vào mặt. Đẻ quay ngang ra cho dọi vào cái gì nó đẹp đẹp cho nó dọi vào đấy, để khi mà bật lên ấy là mình nhìn thấy nó có biết là có nguồn, nhưng mà không phải là nó xoay cho mình. Chỉ những cái đèn mà mang tính chất cảnh báo thì hãy cho soi vào mặt. Cái đồ án mà kỳ sau chúng ta làm ấy là các cái rắc rắc cắm nguồn là phải theo chuẩn hết nhá, nhưng phải phòng dây này nhá. Rắc cắm nguồn nó có hai chuẩn, một chuẩn là nếu như mà chuẩn AC thì là cái loại power AC power, cái rắc mà giống như chúng ta mua cái giống như cái gì nhỉ? Cái sạc cho switch ấy, cho switch cho hub ấy. Đấy, đầu vào ở đấy. Cái thứ hai là nếu như mà rắc DC thì chúng ta dùng cái loại mà cọc xanh mà một đầu bạn vít xong rồi cắm Nhất định có vào 5 kiểu. cái cọc xanh hàn trên trên mạch. Nắp đơn đơn em làm 5 5 kiểu. Lập trình 5 kiểu, 5 chạy. kiểu sáng. Em vừa nạp chương trình cho nó. Mỗi lần nạp 4 lần. Rồi cho sáng lên phải thay nhỉ. Thôi đổi người quay phim đi, sáng nét phải thanh, người quay phim có làm được không? Ok. Cái nhóm bạn như anh ấy viết cả thơ này nhá. Vào sắp lên.
Dây đi hơi thiếu chỗ đây. Quay quay thầy. Không cần gì đâu, mỗi một dài dài được có sao. Bạn thì cứ em muốn làm gì cũng được, có gì đâu. Ví dụ như lép 2 trận thì có thể tính là phần tính phần đang làm chương trình cho Bích viết à? Chương trình chương trình đã được làm xong, cho em cho nó đếm, đây là đếm chạy theo dây thôi, chạy đến phút ạ. Đếm lần lượt đi đấy. Các bạn nhìn thấy có hơi vô lý không? Cái led áo quần thì nó sáng chói lên, còn cái led mà chúng ta cần nhìn, chả nhìn thấy gì. Thế cái số đằng sau là dây đấy ạ? Chỗ này là em chỉ cho đếm thôi, chứ đếm lần lượt đấy thầy ạ. Lên trên này dạ, vâng, đếm lần lượt nó tăng lên thôi ạ. Không tưởng số đằng sau là dây. Không phải dây đâu thầy. Dạ vâng. Ơ quay không chói đâu. Như vậy là bạn có là ADC là một đài. Ừ. Em chưa làm kịp đấy ạ. Về phần răng. Em tưởng làm 5 module nên em có LCD ạ. Nút bấm ADC, led đơn và led 7 thanh ạ. Thế ạ? Dạ vâng. Nguồn em chạy qua mạch nạp ạ. Vâng. Nếu mà nguồn mà làm bằng 2575, 2576 thì tính luôn cho một module nữa. Dạ vâng. Em tưởng là dùng mình ngồi mình đạp được. Okay. Rồi xong. Nhưng nhóm bạn này thì có 6 bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ADC rồi.